Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết đêm ngày 16 tháng 10 và ngày 17 tháng 10 năm 2024 của báo Công Thương. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các miền trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100mm trong 6 giờ. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đêm nay và ngày mai có nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại Trung Bộ, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa cũng được ghi nhận nằm trong khoảng từ 15 đến 30mm. Nhiệt độ khu vực được dự báo thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 80mm trong 6 giờ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội đêm nay và ngày mai nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Sau đây, xin mời quý vị đến với thông tin chi tiết các vùng trên cả nước. Đêm nay và ngày mai 17 tháng 10, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Đông Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đêm nay 16 tháng 10 và ngày mai 17 tháng 10 trên địa bàn cả nước. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 18 giờ tối mai tại bản tin thời tiết đêm ngày 17 tháng 10 và ngày 18 tháng 10 năm 2024.